Xin chào con đi chưa ạ? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình học tiếng Nhật cùng nhà ngữ Hoa Sen. Và ngày hôm nay chúng ta cùng đi đến một mẫu ngữ pháp mới các bạn ha. Các bạn cùng theo dõi trên màn hình nhé. À, như vậy thì hai người phụ nữ này đang nói chuyện với nhau. Và người phụ nữ ông Hồng thì hỏi gì các bạn ha? Hey, Kino, nani wo shimashita ka? Hey, Kino, nani wo shimashita ka? Hôm qua bạn đã làm cái gì vậy? À, và người phụ nữ ông Tiến thì đã làm những công việc gì các bạn? Thì đầu tiên là tennisu wo shimashita. Hey. Tiếp theo là koyo, tomodachi to koyo no mimashita. Và cuối cùng là eyo o mimashita. Và các bạn cùng theo dõi người phụ nữ tiếng trả lời như thế nào các bạn nhé. Koyo nondari eyo o mitari shimashita. Hay, hôm qua thì như vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi đến mẫu ngữ pháp là omitari. Và để hiểu rõ hơn mẫu ngữ pháp này có ý nghĩa như thế nào và cách sử dụng như thế nào, các bạn cùng đi đến slide tiếp theo các bạn nhé. Hay, tari tari shimasu có ý nghĩa là lúc thì V1, lúc thì V2. Và cách dùng là dùng khi muốn biểu hiện một vài hành động đại diện, trong đó là không cần biết hành động nào xảy ra trước, hành động nào xảy ra sau, và thì của mỗi câu sẽ được biểu thị ở cuối câu. Ví dụ như nếu như các bạn muốn nói là tôi sẽ, thì khi này chúng ta sẽ sử dụng là shimasu hoặc là suru các bạn ha. Còn nếu như là câu ở thì quá khứ chuyện đã xảy ra rồi thì khi này chúng ta sẽ sử dụng shimashita. Các bạn nhớ chú ý để chia những phần sai các bạn nhé. Và để hiểu rõ hơn mọi ngữ pháp thì chúng ta cùng đi đến một vài ví dụ. Các bạn thấy trên hình đó là hay natsu yasumi thì nghỉ hè các bạn ha, là đi lúc thì đi biển, lúc thì chơi vùng bờ. Như vậy chúng ta sẽ có câu như thế nào các bạn? Hay natsu yasumi wa umi e ittari tennis wo shitari shimasu. Hay natsu yasumi wa umi e ittari tennis wo shitari shimasu. Hay kỳ nghỉ hè thì tôi sẽ nào là đi biển, nào là chơi quần vợt. Tiếp tục các bạn ha. Và trên hình vẽ đó là người phụ nữ đang uống cà phê với bạn bè, và cái bên là hình ảnh đi mua sắm các bạn ha. Như vậy thì mình sẽ có câu như thế nào? Hay kino wa koi wo nondari kaimono shitari shimashita. Hay, kino wa koi wo nondari kaimono shitari shimashita. Hôm qua thì tôi đã nào là uống cà phê, nào là đi mua sắm. Như vậy thì ở đây người ta sử dụng chi shimashita, vì câu này có kino là từ chỉ thời gian trong quá khứ các bạn nha. Tiếp tục là mẹ chơi đá banh sakko shimasu, và cái bên là hey đi bơi các bạn ha, oyoimasu. Shimatsu sakko shitari oyoidari shita desu. Hay shimatsu sakko shitari oyoidari shita desu. Cuối cùng thì tôi muốn nào là chơi đá banh, nào là đi bơi. Và bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Và nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các bạn nhớ gửi về đội ngũ giáo viên của trường Nhật ngữ Hoa Sen sẽ xem và gửi lại phản hồi lại cho các bạn. Và để củng cố bài học ngày hôm nay thì các bạn nhớ click vào link bài tập ở phía dưới để làm bài tập. Và chúng tôi sẽ giúp các bạn tích thêm một điểm vào tài khoản nếu như các bạn đạt đủ 100 điểm. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Hey, mata kondo onegai shimasu.